Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hình thành ba chảo lửa bao vây quân Ukraine khi Kharkov sụp đổ. Quân đội Nga tiếp tục phát triển nhanh về phía trước và giành được nhiều địa bàn mới trên khu vực Nam Donetsk. Lực lượng Kiev bị đẩy lùi và thất thủ tại một số ngôi làng trong vài ngày qua. Áp lực lên Kharkov đang gia tăng và sự sụp đổ của Kharkovka càng làm tăng thêm áp lực này. Các nguồn tin của cả hai bên đều xác nhận lực lượng Moscow đang kiểm soát hoàn toàn Kharkovka. Những bước tiến mới nhất của Nga có khả năng tạo ra một số vạc dầu mới nhằm bao vây quân đội Ukraine. Tình hình ven sông Oskil cũng đang ngày càng căng thẳng, trong khi đó thì quân đội Nga đang mở thêm nhiều khu vực của mặt trận và Luhansk hiện gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo thông tin từ phía Nga, quân đội Ukraine được cho là đã tập trung hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh xung quanh Izium để phản công, nhưng vẫn chưa biết liệu những điều này có diễn ra ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không. Mọi sự chú ý đều tập trung trên mặt trận Kharkov, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng nhất lúc này. Theo đó, thì thành phố Kharkovka đã sụp đổ khiến cho lực lượng Kiev ở Kharkov đang rơi vào vòng vây, chiến đấu trong thế gần như tuyệt vọng. Cuộc đột phá của lính xung kích thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 150 Nga trong thành phố và các trận chiến sắp diễn ra kéo theo các hành động song song trên cả hai bờ hồ chứa, hàng rào nước chính và hỗ trợ phòng thủ của lực lượng Kiev. Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Bobrovka. Moscow tập kích các mục tiêu đối phương bằng máy bay không người lái ở các khu vực Kiev, Cherkasy và Dnipropetrovsk, đồng thời phóng hàng chục tên lửa vào một cây cầu ở Zatoka, vùng Odessa. Đến lượt mình, thì Kiev đã tấn công các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga ở Ufa bằng máy bay không người lái. Một số UAV khác đã bị bắn hạ trên bầu trời Volgograd. 10 UAV đã tấn công cảng biển ở Berdyansk, nhưng hoạt động của cảng không bị gián đoạn. Về hướng Bobrovka, lực lượng Moscow đã mở rộng một chút vùng kiểm soát của họ về phía tây Selidovr. Trên mặt trận Donetsk, quân đội Nga đã kiểm soát Kharkovka, tiến về phía Volchaka. Trong khi ở Nam Donetsk, các cuộc đụng độ với Ukraine vẫn tiếp diễn ở khu vực Zhytomyr và Novokarinka. Ukraine sẽ không bị ép phải từ bỏ lãnh thổ. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc KBS, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ bất kể kết quả bầu cử Mỹ và sự ủng hộ tiếp theo dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng bất kể ai thắng cử ở Mỹ hoặc nếu sự ủng hộ chính trị của Mỹ thay đổi, Ukraine sẽ không thỏa hiệp về lãnh thổ của mình. Nhà lãnh đạo nói rằng Tổng thống mới của Mỹ có thể tăng hoặc giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine. Việc giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ tạo cơ hội cho Nga lấn tới nhiều hơn. Việc giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ không tạo cơ hội cho chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này, và đó là sự thật. Bình luận về khả năng thay đổi chính sách của Washington trong trường hợp ứng cử viên Donald Trump giành chiến thắng, ông Zelensky bày tỏ lo ngại về sức ép tiềm tàng đối với Ukraine. Ông Zelensky nói, trong trường hợp của Trump, những gì ông tuyên bố là ông là một người hành động và ông chỉ muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng và tìm ra một số loại mô hình. Nhưng nếu Trump muốn, trong trường hợp chiến thắng của mình, chỉ cần buộc Ukraine từ bỏ mọi thứ và do đó đạt được thỏa thuận với Nga, tôi không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra ngày hôm nay. Tổng thống nói rằng Ukraine sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là của Nga. Bất kể ai muốn gì, bất kể ai chiến thắng ở Mỹ và bất kể ông Putin vẫn là nhà lãnh đạo của Liên bang Nga bao lâu, điều này là không thể. Trong mọi trường hợp, Ukraine không có quyền hiến định để từ bỏ các vùng lãnh thổ hợp pháp của mình, và do đó, về mặt pháp lý, điều này đơn giản là không thể. Bất kể ông Putin đưa ra điều gì, ông Zelensky lưu ý. Bình luận về hoạt động quân sự của Ukraine tại khu vực Kursk, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi không cần lãnh thổ của họ. Ông tuyên bố, chúng tôi không chiếm giữ bất cứ thứ gì, chúng tôi đã tạo ra một vùng đệm, vùng mà họ muốn tạo ra theo hướng này để chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sống ở đó, chúng tôi sẽ không chiếm giữ lãnh thổ của họ, chúng tôi không quan tâm đến điều đó, chúng tôi quan tâm đến việc đòi lại lãnh thổ của mình.
và nếu vào cuối cuộc chiến với các bước ngoại giao hoặc các bước quân sự chiến thuật hiện nay trên chiến trường, hoạt động này sẽ có tác động, có ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ sử dụng nó. Ukraine công bố thiệt hại của Nga ở mặt trận quốc. Trong chiến dịch tập kích của Kiev vào vùng quốc của Nga từ hồi tháng 8, quân đội Nga tới nay đã mất gần 8.000 binh lính, tương đương khoảng 15 tiểu đoàn. Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, con số thiệt hại về nguồn nhân lực của Nga cụ thể là 7.980 người, theo cơ quan nói trên. Ngoài ra, Ukraine cho hay Nga mất một lượng lớn vũ khí, thiết bị quân sự bao gồm 58 xe tăng, 162 xe chiến đấu bộ binh, 46 xe bọc thép chở quân, 136 hệ thống pháo, 2 hệ thống tên lửa phóng loạt, 592 xe, 46 hệ thống tác chiến điện tử và các thiết bị đặc biệt khác. Lính dù Ukraine bắt giữ gần 300 binh sĩ Nga và thu giữ 9 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 9 khẩu pháo, 6 súng cối. Ukraine cho hay đã phá hủy của đối thủ 3 trực thăng và 146 UAV. Quốc là khu vực biên giới của Nga giáp Ukraine, nơi mà lực lượng Kiev đã tổ chức chiến dịch tấn công kể từ đầu tháng 8 và hiện kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ ở đây. Các quan chức Ukraine đã tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là thay đổi nhận thức của công chúng Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mặc dù Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán với Kiev, nhưng sẽ chỉ đồng ý đàm phán sau khi tất cả các lực lượng Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga. Sau khi Ukraine mở mũi tấn công bất ngờ, Nga đã nhanh chóng điều động lực lượng tới Kursk để đẩy lùi phía Kiev ra khỏi lãnh thổ. Ukraine đã cố gắng làm chậm đà phản công của Nga bằng cách phá hủy những cây cầu quan trọng để di chuyển quân đội, vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, Nga đã lấy lại 46% phần lãnh thổ mà Ukraine từng nắm giữ ở quốc. Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết. Trích dẫn bằng chứng trực quan. Trong khi đó, Thiếu tướng Ati Aladinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở quốc mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Aladinov, các cuộc tấn công của Nga ở quốc trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Ngày 31 tháng 10, Nga tuyên bố kể từ đầu chiến dịch quốc, Ukraine đã mất 28.600 quân nhân, 180 xe tăng, 101 xe chiến đấu bộ binh, 106 xe bọc thép chở quân, 1.059 xe chiến đấu bọc thép, 768 xe cơ giới, 248 khẩu pháo, 40 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về con số mà đối phương công bố. Rất khó để một bên thứ ba xác minh thông tin mà hai phía trong cuộc chiến nêu ra vì chúng có thể là đòn tâm lý chiến. Nga nhiều lần tuyên bố cuộc đột kích vào vùng quốc của Ukraine đã thất bại trong việc làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ của Kiev ở vùng Donbass, nơi mà lực lượng Moscow đã đạt được đà tiến nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Ba Lan liệu có được NATO cho phép bắn rơi tên lửa Nga tại Ukraine hay không? Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorski bày tỏ hy vọng rằng NATO sẽ cho phép Warsaw sử dụng hệ thống phòng không để bắn rơi tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ba Lan. Ông Sikorski trước đó đã kêu gọi lực lượng NATO tham gia đánh chặn tên lửa của Nga bay hướng tới Ba Lan qua lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong NATO vì lập trường này. Như chúng ta đã biết, các nước NATO và Mỹ đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về sáng kiến này. Nhưng Bộ trưởng Sikorski hy vọng lập trường này sẽ thay đổi. Trước đó, thì truyền thông phương Tây cho biết, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden cho phép Ba Lan sử dụng hệ thống phòng không để bắn tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Hồi tháng 8, Kiev cho biết sẽ thảo luận với các nước NATO về việc thành lập một liên minh bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Vào tháng 9, NATO cảnh báo bất cứ thành viên nào thuộc khối cũng không nên bắn hạ tên lửa máy bay không người lái của Nga ở Ukraine, bởi NATO không muốn trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột với Moscow.
NATO hiện không phải là một phe tham gia vào cuộc xung đột hiện tại và cũng sẽ không làm điều đó, một phát ngôn viên của NATO cho biết, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của khối là ngăn chặn leo thang. Mặc dù mỗi thành viên của khối đều có quyền bảo vệ không phận của mình, nhưng họ nên cẩn trọng tham khảo ý kiến với những bên còn lại khi làm như vậy, bởi nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ NATO. Ukraine nhiều lần yêu cầu phương Tây bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong không phận của mình vì hệ thống phòng không của họ đã suy yếu. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan trước đó cũng đã từng ủng hộ ý kiến bắn hạ các mục tiêu của Nga trên bầu trời Ukraine. Ông Zikovsky nói, khi tên lửa của đối thủ đang trên đường xâm nhập vào không phận của chúng ta, thì việc bắn hạ chúng là hành động tự vệ hợp pháp, bởi một khi chúng xâm nhập vào không phận, nguy cơ mảnh vỡ làm ai đó bị thương là rất lớn. Warsaw và Kiev đã ký một hiệp ước quốc phòng vào tháng 7, trong đó có các cuộc thảo luận đều nhằm xem xét cơ sở lý luận cũng như tính khả thi của việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan vẫn khẳng định điều này sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của NATO. Mặt khác, NATO cho biết họ tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng các bên cần tham vấn trước khi tiến hành bất kỳ điều gì đó có thể gây ra hậu quả cho cả khối. Ukraine mới nhận được 1/10 số vũ khí Mỹ hứa chuyển. Phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, chỉ có 10% viện trợ quân sự mà Mỹ hứa chuyển cho Ukraine trong năm nay thực sự đã đến được tay phía Kiev. Là có cơ sở. Trước đó, trong một cuộc họp báo, ông Zelensky nói rằng một trong nhiều vấn đề của Ukraine trong cuộc chiến với Nga chính là vũ khí viện trợ của đồng minh hứa hẹn đến quá muộn hoặc là chưa đến. Điều này làm ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến của Ukraine. Theo ông Zelensky, 90% viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho năm tài chính 2024 vẫn chưa được chuyển đến cho chiến trường Ukraine. Đây chính là vấn đề. Ukraine phải làm gì khi mà Nga đạt được đà tiến ở mặt trận phía đông? Ukraine phải xem xét lực lượng quân dự bị, các lữ đoàn đặc biệt, kiểm đếm các thiết bị quân sự được viện trợ từ Mỹ. Nhưng vấn đề là Ukraine mới chỉ nhận được 10% số đó dù các gói viện trợ đã được bỏ phiếu thông qua. Quốc hội Mỹ đã thông qua, vấn đề không phải là tiền mà là thủ tục hành chính và hậu cần, ông Zelensky cho biết. Mỹ chưa bình luận chính thức về con số mà ông Zelensky đưa ra. Từ tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã gián đoạn hầu hết viện trợ quân sự cho Ukraine vì bất đồng giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Giai đoạn này kéo dài 5 tháng cho tới khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 ký một đạo luật nhằm viện trợ 60,84 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, dự kiến hoàn thành vào cuối năm tài chính 2024. Kể từ đó, thì Lầu Năm Góc thực hiện việc giải ngân khoản viện trợ, phần lớn là rút vũ khí hoặc là đạn dược hiện có của Mỹ từ trong kho ra để chuyển cho Ukraine. Khoản tiền viện trợ sẽ được dùng để mua vũ khí mới bù vào lượng đã rút ra. Tuy nhiên, theo Kiepot, mỗi tháng Lầu Năm Góc chỉ giải ngân được một lượng vũ khí dưới 1 tỷ đô la Mỹ, ít hơn hẳn so với số tiền mà họ cần phải chi ra để đảm bảo viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ đã cam kết. Theo số liệu của Lầu Năm Góc công bố vào tháng 12 năm 2023, tổng giá trị viện trợ cho Ukraine từ tháng 2 năm 2022 tới thời điểm nói trên là 44,9 tỷ đô la Mỹ. Một thông cáo báo chí ngày 21 tháng 10 của Lầu Năm Góc cho thấy tổng số tiền Mỹ thực chi cho Ukraine